chúng ta sẽ xem cái dạng toán là viết phương trình dao động điều hòa thì các em biết là này cái dạng phương trình x a bằng a cos omega t cộng phi s bằng s không cos omega t cộng phi hay là alpha bằng alpha không cos omega t cộng phi đó là cái dạng tổng quát của phương trình dao động điều hòa của con lắc lò xo và con lắc đơn nhưng mà khi muốn viết một cái phương trình dao động cụ thể thì các em buộc phải tìm các giá trị s 0 omega và phi để thay vào cho nên cái việc viết phương trình tức là tìm a, s0, alpha, 0, omega, phi để thay vào để chúng ta được một cái phương trình tường minh đúng chưa nào? Một cái phương trình tường minh. Thế bây giờ này để viết cái này thì chúng ta thường phải liên hệ à, cái dao động này với chuyển động tròn đều. Ví dụ như là trong trường hợp phương trình thứ nhất thì chúng ta vẽ đường tròn ra. Bên này trừ a, bên này a, đúng không? Với phương trình thứ hai chúng ta cũng vẽ đường tròn ra, mà bên này sẽ là trừ s0 và bên này là s0 là biên dương. Còn với phương trình này đôi khi gây bối rối cho các em bởi vì nó là phương trình góc. Nhưng hãy quên cái việc alpha là một góc đấy. hãy coi nó là một số. Thì khi đó biểu diễn trên đường tròn chúng ta cũng biểu diễn biên dương của nó là alpha 0 và biên âm là trừ alpha 0. Và lúc t bằng 0 á thì à, vật nó sẽ ở vị trí ứng với cái điểm M ở đây và các em chiếu xuống đây thì các em sẽ tìm được cái góc alpha này thôi, đúng chưa? Và khi tìm được góc alpha này thì các em sẽ thay vào đây là alpha, còn a hay s không hay alpha không ở đây chính là ở đây. Còn omega là cái cái vận tốc góc của cái chuyển động tròn tương ứng này. Thì trong bài đầu tiên à, Thầy sẽ đưa ra một cái ví dụ là Cho cái con lắc lò xo có K bằng 20 Newton trên mét Và khối lượng M bằng 50 g Đang dao động điều hòa trên trục OX Với quỹ đạo dài 10 cm Quanh vị trí cân bằng là O Cái thời điểm bắt đầu T bằng 0 ấy, Thì vật qua li độ x bằng 2,5 cm theo chiều âm Viết phương trình dao động Thì chúng ta sẽ vận dụng cái đường tròn vừa rồi Để chúng ta xử lý bài này rất đơn giản thôi à, Đây là con lắc lò xo đúng chưa? Và khi có lắc lò xo thì chúng ta sẽ kích thích cho nó dao động thì phương trình tổng quát của nó x bằng a cos omega t cộng phi. Cái này đương nhiên. Ở đây vì cái quỹ đạo là 10 cm quanh vị trí cân bằng là ô cho nên là biên âm sẽ là âm 5 và biên dương sẽ là 5 để đảm bảo quỹ đạo của nó là 10 cm. Em dựa vào số liệu em vẽ được đúng như nào. Và ở đây chúng ta từ cái quỹ đạo này chúng ta suy ra là biên độ A bằng 5 cm. Biên độ A bằng 5 cm cái còn omega thì tính như nào? Omega bằng căn K trên M. Cái căn của 20 m là 0,05 tính cái này được bằng 20 radian trên giây tính được omega rồi đúng không vấn đề là góc phi bằng bao nhiêu thì chúng ta dùng đường tròn thì bên này là âm 5 này bên này là 5 này được chưa lúc t bằng 0 vật qua li độ x thì bằng 2,5 2,5 ở chính giữa đây này được chưa nhưng mà theo chiều âm theo chiều âm thì phải ứng với điểm trên của đường tròn bởi vì cái chuyển động tròn nó quay như này thì theo chiều âm như thế này thì nhất định phải là điểm trên như vậy chúng ta vẽ cái hình này 2,5 đây 5 đây không thì góc này bằng bao nhiêu góc này bằng là pi trên 3 Vậy pha ban đầu phi của nó bằng pi trên 3 thì thay vào chúng ta có phương trình dao động x sẽ bằng 5 cos 20t cộng pi trên 3 cm. Thì các em thấy là thầy nói thì hơi dài nhưng bài này các em có thể xử lý nó chỉ trong vòng khoảng độ 30 giây thôi, đúng không? Tiếp theo chúng ta xét cái trường hợp con lắc đơn. Thì các em biết con lắc đơn nó có hai cái dạng phương trình dao động là ly độ dài và ly độ góc, ta viết cho cả hai đúng không? Bài này con lắc đơn có L bằng 20 cm, g bằng 9,81 m trên giây bình phương đưa vật tới góc lệch là dương 2 độ lúc t bằng không kích thích cho vật chuyển động theo chiều dương vật chuyển động theo chiều dương nó sẽ ứng với nửa dưới của đường tròn nhá góc lệch cực đại là 4 độ tức là tức là cái biên độ góc của nó là 4 độ viết phương trình dao động thì ở đây các em sẽ có cái con lắc đơn như này rồi và ban đầu đưa đến chỗ 2 độ này và truyền nó theo chiều dương được chưa nào thì cái phương trình ly độ dài của nó s bằng s không cốt omega t cộng phi ly độ góc alpha bằng alpha không cốt omega t cộng phi và S bằng alpha nhân L nhớ là alpha này tính bằng radian thì cái công thức này mới đúng thế thì trong trường này chúng ta có omega là tần số góc bằng căn g trên l chúng ta thay số vào được 7 radian trên dây được chưa nào và trong quá trình dao động các em biết là nó lên cái biên dương cực đại của nó là 4 độ thì phía âm của nó sẽ là âm 4 độ đúng nào và như vậy cái biên này các em biết rồi 4 độ này này omega bằng 7 này vấn đề là tìm được phi đúng không còn nếu muốn viết phương trình bên này thì chúng ta phải tìm được s không thì chúng ta biết là cái alpha 0 bằng 4 độ Đấy. Còn cái S0 á, thì bằng alpha 0 nhân L Thì các em phải chuyển nó thành là radian cái đã Thì 4 độ thì nó bằng 4 pi trên 180 radian Sau đó các em nhân với L bằng 20 Thì nó ra là 1,4cm Có nghĩa là cái biên độ dài này của nó là 1,4cm này Vấn đề là cái phi bằng bao nhiêu Thì chúng ta vẽ đường tròn ra Thì cái biên của nó là 4 độ thì cái vị trí ban đầu là bằng 2 độ mà nó lại đang đi theo chiều dương chứng tỏ ứng với điểm giữ đường tròn cho nên cái góc này alpha ở đây nó sẽ bằng trừ pi trên 3 Vậy thì thay các cái chúng ta đã biết vào chúng ta sẽ được cái phương trình với phi bằng trừ pi 3 thì alpha bằng 4 cos 7t trừ pi 3 độ, còn s bằng 1,4 cos 7t trừ pi 3 cm. Thấy không? Bài này cũng nói thì dài nhưng mà làm thì rất là nhanh.